dự chương trình gặp mặt đầu tiên của quý bà rất nhiệt hải dương ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các quý bà, chúng ta hội ngộ tại đây trong một cái chương trình rất là ấm cúng như thế này thì đã nói lên được cái từ quý bà của chúng ta rồi ạ. Với những mong muốn, với những khát khao, và tất cả những mong muốn khát khao đấy đã hội tụ thành những cái hành động, và ban liên lạc thành lập hội quý bà đất Việt Hải Dương đã tham gia giao lưu với một số tỉnh thành, với hội quý bà đất Việt toàn quốc, và quyết định đưa ra một cái thông tin là mời tất cả các quý bà có đủ các cái tiêu chuẩn, đủ các cái tiêu chí mà quý bà đất Việt Hải Dương đưa ra vào thành lập. Và đây chính thức theo kỳ vọng của tất cả các quý bà ngồi đây, và có nghĩa là kỳ vọng lớn nhất của ban liên lạc đến là tạo một cái sân chơi với mong mỏi mọi người đều có sức khỏe, mọi người đều rất là hạnh phúc và mọi người đều rất là vui tươi. Chính vì mong mỏi đó mà thay mặt cho ban liên lạc thành lập hội quý bà đất Việt Hải Dương, tôi xin trân trọng gửi đến tất cả các quý bà lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trọn vẹn. Kính thưa các quý bà, bất cứ một tổ chức nào khi đi vào hoạt động thì đều cũng có những quy định của mình, và trên cơ sở đó thì cũng tham khảo các tỉnh bạn và hội quý bà đất Việt tỉnh Hải Dương, chúng ta cũng xây dựng một quy chế, trong đó cũng có các cái tổ chức. Và sau đây tôi xin thay mặt cho ban liên lạc của hội quý bà đất Việt tỉnh Hải Dương xin được thông qua quy chế và tổ chức của hội. Kính thưa quý bà, tôi xin được thông qua quy chế tổ chức hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, hội quý bà đất Việt Hải Dương ngày 18/9/2019. Điều 1, mục đích tổ chức và nguyên tắc hoạt động. Mục đích hoạt động: tập hợp tất cả các quý bà trên địa bàn thành phố, tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động xã hội khác. 2, tổ chức và nguyên tắc hoạt động. Hội quý bà đất Việt Hải Dương là một tổ chức tự nguyện, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ và tôn chỉ mục đích quy định chung của thành phố và của hội quý bà đất Việt toàn quốc. Nguyên tắc thứ hai là gặp mặt sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần. Quý 1 sẽ vào ngày 18 tháng 3, quý 2 vào ngày 28 tháng 6, quý 3 vào ngày 2 tháng 9, quý 4 vào ngày 20 tháng 10, và cuối năm sẽ có một buổi tổng kết hoạt động chương trình hội. Và xin thưa các quý bà, trong các cái ngày chúng ta gặp mặt như thế này, thì tại sao lại lấy vào ngày 18 tháng 3? Chúng ta sẽ kỷ niệm luôn ngày quốc tế phụ nữ 18 tháng 3, và trong tháng 1, tháng 2, tháng 3, chúng ta kỷ niệm chúc mừng sinh nhật các quý bà sinh trong quý 1. Và quý 2 lấy vào ngày 28 tháng 6, đây là ngày gia đình Việt Nam. Tất cả chúng ta ở đây và tất cả những công dân Việt Nam, những công dân trên toàn thế giới, ai cũng có một gia đình. Chúng ta ngoài thêm chức là người phụ nữ bình thường, chúng ta còn phải thêm chức là một người mẹ, một người vợ và một người con trong mỗi một gia đình. Vì vậy, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 vô cùng ý nghĩa đối với tất cả các quý bà chúng ta ngồi đây. Và chúng tôi lấy ngày 28 tháng 6 là ngày cũng gặp mặt, cũng đồng thời ngày hoạt động của hội của quý 2, và đồng thời cũng là kỷ niệm chúc mừng sinh nhật các quý bà sinh trong quý 2 tháng 4, tháng 5, tháng 6. Và quý 3 chúng ta lấy cái mốc mùng 2 tháng 9 bởi đấy là cái ngày quốc khánh. Thì trong cái ngày quốc khánh này thì cũng sẽ gặp mặt và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và chúc mừng sinh nhật các quý bà trong quý 3 sinh từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Và quý 4 thì chúng ta tổ chức sinh nhật sinh hoạt vào ngày 20 tháng 10, đấy là ngày phụ nữ Việt Nam, là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Và cuối tháng 12 thì chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt để chúc mừng sinh nhật các quý bà sinh quý 4, đồng thời có một cái hoạt động tổ chức tổng kết cái hoạt động ở trong năm.
Và cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta sẽ tham gia các cái sự kiện do hội quý bà toàn quốc tổ chức. Ví dụ như là ngày 9 mùng 10 tháng 11 tới đây thì trên hội quý bà toàn quốc sẽ tổ chức một cái gala và tổ chức thi. Thi hát, thi múa, thi khiêu vũ cho tất cả các cái hội quý bà của các tỉnh thành. Và Hải Dương mặc dù là chưa ra mắt, hôm nay chúng ta chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên thôi, và chúng ta sẽ tiến hành triển khai các cái kế hoạch hoạt động và có những cái công tác chuẩn bị cho cái chương trình tham gia buổi lễ gala của chân hội quý bà đất nước toàn quốc. Và ngoài cái việc tham gia các sự kiện hội quý bà toàn quốc tổ chức thì chúng ta còn tham gia các cái theo cái lời mời của hội quý bà đất Việt các tỉnh và các thành phố khác. Thế và một cái nguyên tắc thứ ba đó là các hội viên có ý kiến tham gia đi thì bằng cách tham gia trực tiếp qua điện thoại đến với lại cả ban thường vụ của hội, và có thể tham gia vào hình thức thứ hai đó là bằng văn bản gửi về ban thường vụ của hội. Và hội cầu ra chủ tịch và phó chủ tịch thì kính thưa các quý bà, thì trên cơ sở giới thiệu của một số chị em có tâm huyết thành lập hội quý bà đất Việt Hải Dương thì đã mời tôi và các cái chị ở trên ban thường vụ của hội quý bà đất Việt toàn quốc cũng đã bổ nhiệm hội quý chủ tịch hội quý bà đất Việt Hải Dương ngày 8 tháng 9 vừa rồi. Thế và cũng rất là muốn nhấn mạnh với tất cả các quý bà, đấy là tiêu chuẩn để tham gia hội thì để sau này tất cả các quý bà chúng ta ngồi đây thì chúng ta có bạn bè hoặc là có những người cũng muốn tham gia sinh hoạt với hội, thì hội tiêu chí của hội là không vận động, và đây là trên hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, cảm thấy mình phù hợp, cảm thấy đây chính thức là một sân chơi và cảm thấy đây chính là một môi trường để chúng ta học tập được nhau những cái điều mà chúng ta có thể mạnh, và chúng ta có thể rút kinh nghiệm về cái chưa được mạnh của bản thân mình thì chúng ta làm, chứ chúng ta không vận động đó và hoàn toàn tự nguyện. Thì cái tiêu có 5 tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất đấy là phải có phẩm hạnh tốt và có lối sống lành mạnh. Tất nhiên là tất cả chúng ta ngồi đây chúng ta đều là những người phụ nữ Việt Nam, đều là những người phụ nữ Hải Dương, và đã đến đây ngồi, xác định chúng ta đến đây ngồi thì chúng ta đều là những người phẩm hạnh rất là tốt và có lối sống lành mạnh. Ở đây lối sống lành mạnh thì sẽ rất là nhiều những cái mặt đoạn kia, nhưng tóm lại chúng tôi cũng đã hội ý và tham khảo các ý kiến của cả hội quý bà toàn quốc cũng như của các cái tỉnh thành khác, thì lối sống lành mạnh ở đây có nghĩa là chúng ta là những người trước hết là những người vợ, là những người mẹ và còn là những người con và trong tâm nữa, thì làm tròn vai trò trách nhiệm của mình, và đặc biệt là không có câu chuyện chúng ta là người thứ ba trong bất cứ một cặp vợ chồng nào. Nếu như trong hội của chúng ta có một thứ ba nào đó mà có hành vi biểu hiện là làm người thứ ba trong các cái mối quan hệ của các gia đình khác thì chúng ta có quyền mời người đó ra khỏi hội. Và đây, nếu như mà cái tiêu chí này thì chắc chắn là các cái người mà muốn tham gia hội mà có cái tố chất đó thì chắc là cũng không ai tham gia hội mình đâu ạ. Đấy là cái phẩm chất thứ nhất. Và cái thứ hai đó là làm chủ thời gian và kinh tế. Thì thưa các quý bà, hai cái từ quý bà đã nói lên là chúng ta là những người hoàn toàn độc lập, thu xếp được cuộc sống của mình, chủ động về công việc, chủ động về thời gian, và đặc biệt là chúng ta chủ động được về kinh tế. Và cái tiêu chí thứ ba đó là ngoại hình ưa nhìn. Ưa nhìn ở đây có nghĩa là chúng ta không có khuyết tật, và còn không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi ạ. Cho nên là trong tất cả người phụ nữ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, và riêng nữa là Hải Dương, thì không có một quý bà nào tên là xấu cả, mà chẳng qua là chúng ta không chịu để ý đến việc mình chúng tôn tạo cái nhan sắc của mình thôi, và mình không chịu yêu bản thân mình thôi, còn không có người phụ
cái tiêu chí thứ tư, đó là người phải vui thích các hoạt động phong trào, đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Và đặc biệt có một cái hoạt động ở trong hội của chúng ta, đó là hoạt động từ thiện. Đấy là nói đến cái tâm của một con người. Thì cái hoạt động từ thiện là chúng ta không bắt buộc ai có thời gian để chúng tham gia. Nếu như có chương trình phát động từ hội Quý Bà Đất Việt Toàn Quốc thì chúng ta tham gia, ai có thời gian để tham gia, và cũng không bắt buộc là các quý bà phải đóng góp. Chúng ta đóng góp theo tâm, chúng ta tùy tâm, chúng ta có điều kiện đến đâu thì chúng ta tham gia đến đó, và chúng ta không tham gia cũng không có vấn đề gì, nên không có cái gì ở đây là bắt buộc cả. Nhưng phải là người yêu thích các hoạt động phong trào tập thể và văn hóa văn nghệ. Tại vì cốt lõi của hoạt động của hội chúng ta đó là văn hóa văn nghệ và giao lưu đối với lại các tỉnh thành. Tại vì khi mà tham gia hội thì tiêu chí chung là 40 tuổi trở lên chúng ta mới tham gia hội, và tuổi phía trên thì chúng ta không hạn chế, nhưng tuổi và hội là phải đủ 40 tuổi trở lên. Những cái người như thế thì mới làm chủ được cái thời gian và làm chủ được kinh tế của mình. Chứ còn dưới cái lớp tuổi đó thì còn muốn bận rất là nhiều vấn đề về gia đình. Và cái từ quý bà thì cũng dành cho những cái phụ nữ mà đã tròn đầy về cả về cái kinh nghiệm sống và cả về cái tâm hồn thể xác nữa. Cho nên là cũng mong rằng là tất cả các quý bà chúng ta hiểu được cái quy định đó. Và cái thứ năm đó là có tinh thần xây dựng hội, đoàn kết nội bộ. Thì kính thưa các quý bà, đưa ra những cái tiêu chí gọn như thế này thì nhiều người đó bảo ai phải chẳng có tinh thần đoàn kết xây dựng hội, đã vào đây thì có tinh thần xây dựng. Nên là thực sự là vào đến đây rồi thì chúng ta hãy là những người chị em ở trong nhà, chúng ta học hỏi với nhau, nâng đỡ với nhau, liên kết với nhau, có những người liên kết với nhau để làm ăn, để phát triển nghề nghiệp. Và đặc biệt là chúng ta không nói chuyện qua chuyện lại, không nói chuyện để nói thành chuyện to, và không nói câu chuyện lệch lạc đó. Và có một ý kiến gì chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau, không để hết nội bộ. Còn nếu như các chúng ta phát hiện có một chúng ta nào đó mà mang câu chuyện thay dựa thành đưa thứ khác thì chúng ta có quyền ý kiến để hội mời cái bà đó ra khỏi hội. Chúng ta phát triển hội lớn mạnh cả về số lượng, nhưng quan trọng phải là chất lượng. Chất lượng ở đây là lối sống, chất lượng ở đây là tinh thần. Tại vì ở lứa tuổi của chúng ta chỉ cần một cái cuộc sống vui vẻ có ích. Và thực sự là chúng ta là mỗi một quý bà chúng ta đây đều là một mặt trời, và nhiệm vụ của mặt trời là tỏa sáng. Mà nếu như chúng ta không tỏa sáng được thì chúng ta phải nhìn xem đám mây nào che khuất mặt trời của ta. Cho nên là trong cả tập thể các quý bà, chúng ta ở đây không thể để một đám mây nào che đi cái bầu trời đầy niềm tin yêu. Cho nên là những quý bà nào mà có những cái câu chuyện thê dệt hoặc là những cái câu chuyện nó không đúng đắn thì các quý bà chúng ta có quyền có ý kiến, và chúng và thường vụ hội chúng tôi sẽ hội ý và sẵn sàng mời quý bà đó ra khỏi hội. Chúng ta phát triển số lượng nhưng phải kèm theo chất lượng. Đấy là năm cái tiêu chí để đi vào hội. Và còn điều thứ hai đấy là hoạt động của các bạn hội viên. Thì hội Quý Bà Đất Việt Hải Dương là các quý bà trên địa bàn Hải Dương tán thành quy chế hoạt động của hội, tự nguyện xin gia nhập hội đều được chấp nhận. Đó, tất cả những quý bà trên địa bàn tỉnh Hải Dương chúng ta mà có đầy đủ các cái quy chế trên, tự nguyện xin gia nhập hội. Chứ chúng ta không vận động, chúng ta không mời gọi quý bà nào muốn thì tự nguyện. Đó, và tất nhiên là có thể là thông qua chúng ta giới thiệu thì mới biết về hội, nhưng chúng ta không vận động. Thế là nhiệm vụ của hội viên thì chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đã đề ra, tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng để hoạt động của hội ngày một phong phú và chất lượng, tuyên truyền phát triển hội viên mới. Chúng ta chỉ tuyên truyền thôi ạ, tuyên truyền là hội có những cái nội dung hoạt động như thế này và với những quy trình thế này, còn chúng ta không vận động các hội viên khác tham gia hội. Đấy là những cái quy định chúng ta cũng lưu ý cái hàng này. Tại vì là đã có một số các quý bà chưa hiểu hơi sai, là cũng chưa đúng lắm, chỉ biết là đi vận động
người thân người quen rồi đi tham gia hội thi cho nó vui ấy, thì cái đấy thì mục tiêu đề ra cũng phải như vậy. Cái này thì chúng ta xuất hiện mà đó để về đúng cái nhu cầu của công ty bà mà có nhu cầu đến để tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, để tăng cường với giao lưu đối với các cái quý bà khác thì sẽ tạo cái môi trường của chúng ta. Và chúng ta phải có tinh thần xây dựng một ngày một phát triển vững mạnh về một mặt, vâng, phát triển vững mạnh về một mặt đó. Thì mục tiêu của chúng tôi đề ra là đầu tiên là phải thành lập được một đội văn nghệ rất là hùng mạnh. Tại vì các tỉnh thành khi đi giao lưu thì thấy là nhìn Hải Dương với con mắt vô cùng ngưỡng mộ, và nói là Hà Nội rất thanh lịch nhưng Hải Dương chúng ta không kém đâu. Một cái tấm gương sợ cứ đông quả của thủ đô Hà Nội thì mang rất là nhiều lớp văn hiến của thủ đô và con gái Hải Dương. Đúng là chân lộ ở sông Tây Nam nhìn dưới để ngày mới tôi trắng tác hơn. Sản phẩm Hải Dương còn sản dị cũng đã vô cùng có nhiều những thứ rất là phong phú. Và con gái Hải Dương thì thời xưa thì anh hùng của bây giờ thì nào đang kèm theo cả cái sự lanh lợi, nhanh trí và rất là hoạt bát trong tất cả công tác xã hội cũng như là các cái công việc gia đình. Cho nên chúng ta phát triển ở đây là để phát triển vững mạnh, là chúng ta liên kết được với nhau để giúp nhau làm kinh tế có thể phát triển. Và hồi rồi mình biết rằng là không, mình làm trong cái ngành này mình cần phải liên kết với chị kia, làm ở nhà kia. Đấy, cho nên đấy cũng là cái phát triển. Nhưng không phát triển hồ hạt về số lượng để giảm chất lượng. Thế và cái nhiệm vụ bước của hội viên đó là đầu anh đóng hội phí đầy đủ. Thì mức đóng hội phí là 1 triệu một năm. Và tùy theo tình hình thực tế, và bây giờ chúng ta đang thu 6 tháng, tức là 500 ngàn cho một hội viên. Và cái phí của chúng ta là không dành cho những cái hoạt động của hộ, mà cái phí này là dành cho những cái ngày mà chúng ta tổ chức tặng nhau một chút mừng sinh nhật đó, thì trích một phần để mua quà tặng cho các quý bà. Thế và một phần nữa là chúng ta sẽ để thăm hỏi cho bản thân hội viên và gặp hoạn nạn và những bệnh trọng, tức là những cái bệnh trọng thôi, và những cái hoạn nạn ví dụ như là chẳng may có một quý bà nào đó bị tai nạn chẳng hạn như gãy tay gãy chân. Thế còn nếu như chúng ta ốm đau bình thường thì thôi, từng nhóm và cá nhân chúng ta đến thăm hỏi, chứ còn hộ thì không quy ra là ốm đi viện thì người ta hỏi, mà là mắc bệnh trọng ví dụ như là bị ung thư chẳng hạn như thế, và bị tai nạn gãy chân gãy tay trở lên. Thế và phần quý nữa là trích ra để thăm viếng tứ thân cụ mẫu khi qua đời, bản thân hội viên và chồng hội viên qua đời đó. Thì cái khoản này thì đề nghị tất cả các quý bà chúng ta cũng nắm thật là rõ cái vấn đề này ạ. Và trên tay các quý bà thì đang có cái quy chế, tại vì tôi cũng đã photo ra để gửi đến tất cả các quý bà cái này, thì mỗi khi tôi nói đến đâu các quý bà sẽ theo dõi. Thế và quyền lợi của hội viên thì được tham gia sinh hoạt hoạt động của hội, được thông tin tình hình hoạt động của hội quý bà đất Việt toàn quốc và hội quý bà đất Việt các tỉnh thành phố, được giúp đỡ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng. Ví dụ nếu như có một cái việc gì đó dẫn đến tranh chấp giữa hai hội viên với nhau về một cái gì đó thì chúng ta sẽ phản ảnh với ban thường vụ, và ban thường vụ sẽ là sẽ phải có nhiệm vụ là tìm hiểu, mà không giải quyết được nội bộ thì sẽ mời đến các cơ quan chuyên môn, các cơ quan chức